Đóng cửa ngày hôm qua 26 tháng 7 thì lực bán trở lại và đã áp đảo thị trường hàng hóa nguyên liệu trên thế giới, kéo theo đó là chỉ số MSCI Index đảo chiều suy yếu 0,59%, xuống còn là 2.336 điểm, cắt đứt chuỗi tăng 6 ngày liên tiếp. MSCI cho biết là đà giảm chủ yếu đến từ nhóm nông sản khi hầu hết các mặt hàng này quay đầu lao dốc. Chốt ngày thì giá lúa mì giảm mạnh hơn 5% giá trị, dẫn dắt xu hướng của toàn thị trường. Cùng với đó là giá ngô mở rộng biên độ giảm, chốt ngày đánh mất hơn 3%. Theo MSCI thì các lo ngại về nguồn cung khi mà khu vực Biển Đen đã phản ánh hết lên giá trong những ngày trước đó. Và trong khi đó thì điều kiện thời tiết thuận lợi hơn cũng đã giúp cho những cái triển vọng về mùa vụ tại nhiều khu vực sản xuất quan trọng trở nên tích cực hơn, từ đó gây sức ép lên giá nông sản. Vâng, và cùng chung xu hướng thì trên thị trường năng lượng, giá dầu WTI giảm 1,07%, xuống còn là 78,78 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu Brent giảm 0,86%, xuống 82,92 đô la Mỹ một thùng, cắt đứt chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp trước đó sau khi chạm mốc cao nhất 3 tháng. Ngày hôm qua thì báo cáo của cơ quan thông tin năng lượng Mỹ EIA cho thấy là dự trữ dầu thô thương mại của Mỹ đã ghi nhận mức giảm 0,6 triệu thùng trong tuần vừa qua, thấp hơn dự báo là giảm 2,3 triệu thùng của thị trường. Tồn kho xăng và nhiên liệu trưng cất cũng giảm nhẹ hơn mức dự báo, phản ánh nhu cầu tiêu thụ tại Mỹ không quá bùng nổ như là kỳ vọng và kéo giá dầu suy yếu.